Vâng, hãy cùng Hữu Dẫn Tour khám phá một trong những di sản huyền bí, đặc sắc và rực rỡ của Vương quốc Champa, được hình thành trên các quốc gia ở các nước Đông Nam Á như Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan và đặc biệt tại Việt Nam, một khu vực trải rộng của khu vực miền Trung. Đây là những cái công trình đền tháp được xây dựng từ khoảng thế kỷ 13 dưới thời vua Chế Minh và vẫn còn tồn tại đứng vững cho đến ngày hôm nay. Thật là đặc sắc, và hôm nay chúng ta có dịp đến khám phá tháp Po Klong Garai tại tỉnh Ninh Thuận, một trong những hành trình du lịch tham quan mà Hữu Dẫn Tour xây dựng để cùng với du khách đến tham quan để khám phá nét đẹp của văn hóa Chăm, đặc biệt là một trong những cái di tích rất là vững vàng và một trong những di tích còn lại dưới thời các vua Champa. Công trình tháp Po Klong Garai bao gồm 3 tháp chính: tháp cổng, tháp lửa và tháp chính. Một trong những dấu ấn đặc sắc của người Chăm không thể phai nhòa khi mà vương quốc Champa của họ đã không còn, và bây giờ chỉ là những cái công trình còn lại, một trong những khu đền thờ rất là huyền bí. Ngoài khi đến với Việt Nam thì du khách thường tham quan khu vực thánh địa Mỹ Sơn, nhưng chúng ta cũng biết rằng trải dài trên các tỉnh miền Trung đất nước có Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam và Nha Trang, Khánh Hòa và đặc biệt là Ninh Thuận và Bình Thuận vẫn còn lưu vết những công trình rất là đặc sắc của những vị vua Chăm ngày xưa. Và đây là một trong những khu vực tháp còn tồn tại mà không có một cái nơi nào có được, không thể so sánh bằng. Ví dụ như các công trình ở Thái Lan hay là Myanmar cũng không thể so sánh bằng. Đặc biệt bây giờ là khoảng 12 giờ trưa, nhưng Thanh Hữu Dẫn Tour nhìn thấy là có những cặp đôi người Chăm đang đến đây để lưu giữ cái văn hóa truyền thống của họ khi họ thực hiện những cái bước hình cưới rất là đẹp tại cái khu vực tháp Chăm này trong khoảng thời gian là 12 giờ trưa. Rồi, cho phép mình đi qua nha. Xin lỗi. Giờ chúng ta đang vào bên trong tháp. Ngay cổng tháp thì cổng đền thờ chính, chúng ta thấy hình tượng một con vật. Đây có thể là vệt cưỡi của thần Shiva, hay chúng ta còn gọi là thần bò Nandin. Đây, xin mời quý vị hãy cùng Thanh Hữu vào ở bên trong tháp để chúng ta thấy một bức phù điêu thờ ở trong này, cùng với những kết cấu bên trong tượng trưng cho nền văn hóa Chăm cổ đại rất là đặc sắc. Và đặc biệt thần Shiva, một trong những vị thần chính của đạo Hindu, đặc biệt là của vương quốc Champa cổ đại một thời đã hình thành ở đây, thì còn sót lại ở các cái dãy miền Trung, nơi mà lưu giữ những cái công trình thờ tự các vị thần trong văn hóa Chăm đặc trưng như là thần Shiva, thần Brahma và thần Vishnu. Được xây dựng bằng gạch, và có thể nói rằng là hệ thống gạch rất là đặc trưng, rất là chất lượng của cái kiến trúc sư người Chăm đã xây dựng từ thế kỷ 13, nhưng đến nay vẫn trường tồn, và chúng ta có thể thấy rằng không ai có thể đoán ra được cái chất liệu của việc xây dựng các cái đền tháp này bằng vôi vữa hay là bằng một cái nguyên liệu nào đó khiến cho cái sự kết nối của các cái viên gạch trong các đền thờ Chăm nó rất là độc đáo, mà các cái nhà khảo cổ học cũng không thể dự đoán được, gọi tên được cái tên của cái chất liệu mà xây dựng nên những ngôi tháp Chăm này. Ở phía đằng kia là cái tháp cổng mà nơi mà cái cặp đôi trẻ của người cộng đồng Chăm của tỉnh Ninh Thuận họ có thể là người Chăm Ba Lani hay là người Chăm khác thì thân hữu chưa thể nắm bắt được. Xin quý vị hãy comment dưới đây nếu như quý anh chị, những người theo dõi kênh của thân hữu có thể cho thân hữu biết được họ là những người Chăm thuộc dòng Chăm nào, nhánh Chăm nào thì quý vị hãy comment dưới đây cho thân hữu được đó. Thân hữu xin chân thành cảm ơn. Và đặc biệt kế bên đây có một đôi bạn trẻ khác đang chụp hình. Cái thời gian này ánh sáng rất là phù hợp để chụp hình, tạo cho những cảnh quan rất là tuyệt vời, có những tấm hình sáng tạo rất là độc đáo. Vậy thì quý vị anh chị hãy comment, chia sẻ video này cũng như là follow Hữu Dẫn Tour để thân hữu kết nối và thiết kế những cái tour đến đây. Đặc biệt thân hữu hỗ trợ quý khách 30% khi đặt tour trực tiếp trên website exoticvietnam.asia. Và xin mời quý vị anh chị hãy tham khảo thêm thông tin tour trên trang exoticvietnam.asia. Đặc biệt là những cái chương trình tour khám phá những cái nét đẹp của người bản địa rất là đặc sắc với thân hữu. Quý vị anh chị đang xem chiêm ngưỡng cái tháp lửa, một trong những công trình kiến trúc vĩ đại của người Chăm ngày xưa. Đó là những cái công trình mà có thể kiến trúc xây chúng ta không thể ngờ đến khi thế kỷ 13 họ đã có thể xây dựng những cái đền tháp như thế này rồi. Và kiến trúc ở phía trên tượng trưng cho cái ngôi nhà truyền thống của người Việt Nam ta. Đó, đây là hình tượng của một cái ngôi nhà truyền thống ở trên tháp lửa. Ngoài ra còn có các cái mô típ và các mô típ của các cái vị thần bảo hộ cũng như là các cái vị thần sông suối chim thiên nhiên. Đặc biệt là những cái công trình này được dựng trên một cái nền gạch rất là vững chắc, có cái bậc cấp đi lên và có thể là hướng về phía cửa chính của đền tháp là hướng về đông. Thưa quý vị, những cái công trình này là những cái công trình còn sót lại của người Chăm mà được chính phủ Việt Nam công nhận là di sản văn hóa Việt Nam vào năm 1979. Thì một trong những điểm tham quan khá là nổi bật của tỉnh Ninh Thuận. Chắc chắn rồi, quý khách không thể bỏ qua điểm tham quan này khi mà một trong những cái khu vực đền tháp này được xây dựng trên cái ngọn đồi rất là đẹp. Và thưa quý vị, cả cái công trình kiến trúc này được lưu dấu lại bằng những cái ngôn từ mà người Chăm cổ đã sử dụng. Đây có thể nói là đây là ngôn từ của người Chăm cổ, hay là có thể chúng ta dùng tiếng Anh để nói đó là Sanskrit. Thì một Sanskrit là cái ngôn ngữ của người Chăm, và chắc chắn rồi nếu như mà ai đó có thể đọc được thì giúp thân hữu hãy giải thích một phần của ngôn ngữ này. Nhưng thân hữu tin rằng đây chính là những cái lời giải thích của các cái vị vua, đặc biệt là vua Chế Minh, khi mà vị vua này vào thế kỷ 13 đã xây dựng nên những cái ngôi đền tháp này để thờ thần. Và đặc biệt là công trình này có những cái kiệt tác, những cái bằng những cái nghệ nhân xây dựng chúng ta không thể tin được khi mà ở đây có thể thấy là bức điêu khắc ở đây, đây ở trên đỉnh cổng này, và một trong những vị thần đại diện cho văn hóa Hindu đó là thần Champa, vị thần sáng tạo và hủy diệt, một trong những vị thần đỉnh cao của văn hóa Chăm. Và vấn đề tín ngưỡng trong đạo Hindu thật sự là xuyên suốt, sâu sắc, và đặc biệt vương Chăm cổ ở đây họ đã có một cái quốc gia, một cái đế chế rất là hùng mạnh từ thế kỷ thứ 3 cho đến thế kỷ thứ 13. Thì quý vị anh chị có thể cùng thân hữu để đặt những cái vé tham quan Có thể từ Sài Gòn, quý khách bắt một chuyến xe khoảng 5 tiếng đồng hồ đến đây, hoặc là như từ thành phố Đà Nẵng quý vị có thể đi tàu hoặc là đi chuyến xe đêm thì đến đây, và từ Hà Nội cũng vậy, quý vị có thể đi bằng vé máy bay đến đây để tham quan khu vực đền Tháp Chăm rất là độc đáo như thế này. Nó có một cái cụm bao gồm 3 công trình, đó là tháp cổng, tháp lửa và đền thờ chính, dừng trên một cái khu vực được bao quanh bằng cái bức tường rào, tượng trưng cho một cái khu vực biển sữa, đại dương sữa vào ngày xưa trong những câu chuyện truyền thuyết của Chăm ở đây và còn sót lại. Như vậy là Thanh Hữu đã dẫn quý khách đến đây để tham quan một trong những công trình còn sót lại rất là độc đáo của văn hóa Chăm, một triều đại hay còn gọi là vương quốc. Người Chăm có thể được dự báo là trong vùng Đông Nam Á, từ bán đảo Java, Indonesia. Thì đây là một trong những thông tin mà Thanh Hữu có được trước đây. Và ngoài ra, quý vị anh chị có thể tham quan các cái công trình kiến trúc khác mà liên quan đến văn hóa Chăm tại đền tháp Ponaga, Nha Trang, hoặc là đền tháp Mỹ Sơn, hoặc là một trong những công trình khác ở tỉnh Quảng Nam. Rất là nhiều công trình còn sót lại dưới thời các cái triều đại vua Champa, và một trong những cái nhiều điểm may mắn cho chúng ta đó là chính quyền Việt Nam, chính phủ Việt Nam đã giữ lại những cái công trình đẹp đẽ này để chúng ta ngày nay còn có cơ hội để chiêm ngưỡng. Và chắc chắn rồi, một trong những công trình khu phức hợp của địa danh Ninh Thuận này là cái khu Po Klong Garai, thực sự rất là đặc sắc. Đây là một trong những tổ hợp còn sót lại của người Chăm hoặc là Vương quốc Chăm mà được nhà nước Việt Nam ta trao cái giá trị là di tích quốc gia vào năm 1979, chứng nhận là di tích quốc gia. Và đây là một trong những điểm tham quan rất là đẹp, rất là độc đáo. Và mặc dù Thanh Hữu có mặt ở đây vào lúc 12 giờ nhưng mà không khí ở đây khá là trong lành, vì xung quanh là những cái tòa nhà thấp cũng như bờ biển không xa ở đây, để chúng ta nhận được cái luồng gió rất là mát đến từ đại dương. Chắc chắn rồi, công trình rất là đẹp thưa quý vị. Một bên là công trình tháp lửa, nơi mà lưu dấu lưu trữ những cái giá trị vật chất, để những cái vật cúng thờ tự trước khi mà đến đưa mang vào đền chính để thờ tự. Còn đây là tháp cổng. Và chắc chắn rồi, trong văn hóa Chăm thưa quý vị cũng biết có rất là nhiều vị thần, trong đó là có 3 vị thần chính đại diện trong tôn giáo và tín ngưỡng Chăm, đó là thần Shiva, thần Brahma và thần Vishnu. Đây, phía trên này người ta xây dựng rất là độc đáo, dày hơn, cái lớp gạch ở trên kia dày hơn nhưng mà rất là kiên cố. Ở trên đỉnh thì là dày nhưng ở dưới thì là mỏng, dưới chân tháp và chân cổng này rất là mỏng. Nhưng Việt Nam cũng như thế giới cũng không thể tìm ra được nguyên nhân nhờ đâu mà người ta có thể xây dựng được cái đền tháp như thế này, đặc biệt những cái cụm di tích độc đáo, giá trị muôn đời để lại như thế này. Có thể nói rằng là nghệ thuật xây tháp và đền thờ trên cả bằng các nguyên nhân rất là độc đáo của người Chăm khắp nơi, từ của các tỉnh miền Trung. Và có thể nói rằng là ngoài cái gạch ra, người Chăm còn có thể xây công trình bằng cái nguyên vật liệu đó là đá cát kết, thật là độc đáo thưa quý vị. Công trình rất là độc đáo luôn, và Thanh Hữu cảm nhận rằng chúng ta thời đại hiện đại này không thể làm được cái gì tốt hơn bằng người cổ đại, và đặc biệt là các cái nghệ nhân của người Chăm. Vâng, thưa quý vị, công trình này là một trong những công trình quý vị khán giả xứng đáng đến tham quan. Và đặc biệt, hôm nay Thanh Hữu có dịp, có duyên đến đây tham quan thì Thanh Hữu sẽ cung cấp cho quý anh chị một trong những cái chương trình tour từ thiết kế trải nghiệm tham quan tỉnh Ninh Thuận miễn phí. Nếu như quý anh chị có thể có quan tâm thì hãy comment ở dưới video này, bình luận để Thanh Hữu gửi cho quý anh chị một cái bảng tư vấn miễn phí tour tham quan 3 ngày 2 đêm tỉnh Ninh Thuận, bao gồm các điểm check-in rất là chill, biển Ninh Thuận và các cái công trình khác như là vườn nho Ba Rọi, hay là một trong những cái bãi biển đẹp là Bình Hy này, rồi một trong những sản phẩm đặc thù địa phương đó là nghề làm muối này đó, và đặc biệt là cái công trình này đây, công trình tham quan văn hóa di sản quốc gia năm 1979 còn sót lại liên quan đến văn hóa Chăm, đó là di tích Po Klong Garai. Đặc biệt là nếu quý vị chính trị có cái nhu cầu tìm hiểu về văn hóa Chăm thì chắc chắn là không thể bỏ qua công trình kiến trúc này. Và đây là khu vực mà chúng ta có thể nói rằng một trong những cái kiệt tác của nhân loại, đó là Po Klong Garai, chắc chắn rồi. Nếu như quý anh chị còn có nhu cầu tham quan các cái công trình đền đài khác ở miền Trung như là thánh địa Mỹ Sơn, hay là phố cổ Hội An, hay là bảo tàng Chăm liên quan đến văn hóa của người Chăm từ thế kỷ thứ 3 đến thế kỷ thứ 13 thì hãy liên hệ với Hữu Dẫn Tour, có thể là nhắn tin trực tiếp qua TikTok, hoặc có thể là comment dưới video này, hoặc là có thể vào website exoticvietnam.asia để tìm hiểu thêm. Và Thanh Hữu xin gửi tặng quý vị anh chị đã xem livestream này một trong những chương trình tham quan độc đáo thánh địa Mỹ Sơn. Thanh Hữu sẽ một ý tưởng rất là mới, đó là Thanh Hữu sẽ miễn phí làm hướng dẫn viên cho quý vị anh chị tham quan thánh địa Mỹ Sơn từ thành phố Đà Nẵng. Nếu như quý anh chị quan tâm hãy cho Hữu xin email, xin Hữu sẽ xác nhận lại cái lời hứa này. Một trong những lời hứa rất là chu đáo của Thanh Hữu đó là Thanh Hữu sẽ trở thành người hướng dẫn viên miễn phí cho quý vị anh chị tham quan và tìm hiểu thêm về văn hóa Chăm tại khu di tích đền tháp Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam. Đặc biệt khi quý vị anh chị có cái tour đến phố cổ Hội An và đến thành phố biển Đà Nẵng thì quý anh chị chắc chắn sẽ không bỏ qua cái địa danh đó là Mỹ Sơn, một trong những công trình đền đài tháp cổ rất là độc đáo của người Chăm từ thế kỷ thứ 3 cho đến thế kỷ thứ 13. Và Thanh Hữu quay trở lại, đây là một trong những công trình tháp lửa rất là độc đáo này. Những cái mô típ trang trí bên ngoài này rất là độc đáo, và trên phần đỉnh của tháp là tượng trưng cho ngôi nhà truyền thống của Việt Nam. Nó cũng có cái hiện tượng là chiếc thuyền, một trong những cái phương tiện đại diện cho nền văn hóa lúa nước nông nghiệp của người Chăm từ xa xưa. Và đặc biệt cái truyền thống Chăm nó hòa quyện với truyền thống Việt, tạo nên một cái nét văn hóa rất là độc đáo. Đó là chúng ta nhận thấy là cái văn hóa Hindu giáo còn kết hợp với văn hóa Phật giáo, tạo nên những cái nét tín ngưỡng rất là độc đáo, tôn thờ những cái vị thần linh, những cái người mà mang đến cho cái vương quốc đó nhiều cái sự ổn định, ấm no, trường tồn, cũng như là cái nền phát triển kinh tế lúa nước rất là độc đáo. Vâng, Thanh Hữu xin chân thành cảm ơn quý anh chị, những follower, các bạn đã rất thân thương, quý khách của kênh TikTok Hữu Dẫn Tour. Hôm nay đã dành thời gian để xem livestream, và Thanh Hữu xin chúc quý vị các anh chị sức khỏe dồi dào. Hẹn gặp lại trên hành trình tour. Xin hãy follow kênh ạ. Xin cảm ơn.